Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Đợi đã! Cứu mạng! Đừng chạy! Nói em nghe, chúng ta hét lâu như vậy mà họ cũng không phát hiện. Chắc chắn chúng đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến. Em chạy ra hướng đó đi. Nơi đó là Phượng Loan Cung. Nơi đó có nhiều thị vệ canh gác. Còn ta sẽ chạy về hướng Tây. Chúng ta cùng tập kích từ hai phía được không? Được. Một, hai, ba, chạy. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Chỗ này là Hoa Khê Đình. Không biết có chỗ nào để trốn không? Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Sao không có nổi một ai thế? Người này nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì? Kỳ lạ. Ta bôi phấn hương của bàn hương cát. Quần áo cũng được ngâm nước phấn hương đó. Dù chạy thoát cả mồ hôi thì chắc chắn cũng phải lưu lại mùi hương. Nửa đêm đến đây ngửi ra ngửi vào, có khi là tên ngốc rồi. Mùi máu trong không khí từ đâu ra vậy? Lẽ nào là... Hỏng rồi, lúc mình tách ra, công chúa Sơ Nguyệt, bắt lấy cô ta. Đợi đã. Sơ Nguyệt công chúa, hãy đi theo chúng ta. Bắt sống. Quá ra họ không muốn giết ta, vậy thì ta có cách rồi. Tránh ra, cho ta ra ngoài. Công chúa, tránh tay chịu đói đi. Ta đã bảo tránh ra, cho ta ra ngoài. Nếu không ta... Gan cô công chúa này cũng không nhỏ đâu. Người đâu? Đưa đi cho ta. Đừng qua đây, cứu mạng. Tiết Mộ, không phải ngươi đã chết rồi sao? Ngươi biết Tiết Mộ, bên đó có động tĩnh. Mau, bên đó.
Đại hiệp, có phải ta sắp chết rồi không? Nếu như ta chết, xin huynh hãy đi nói với đệ đệ tinh thần của ta, nói với đệ ấy kiếp sau đến phiên ta chăm sóc đệ ấy. Loại độc này hung ác lạ thường, nếu như không kịp xử lý, e là cô ấy sẽ không giữ được mạng. Tên biến thái to gan, lập tức thả công chúa xuống. Còn ngơ ra đó làm gì? Chờ hắn đến hành thích chậm mà. Cung thủ, hoàng thượng, đao kiếm không có mắt, lỡ như làm công chúa bị thương, mạng của chậm quan trọng hay là mạng công chúa quan trọng? Nếu để thích khách trốn thoát, chậm sẽ lấy mạng các ngươi. Bắn tên. Hoàng thượng, hộ giá, hộ giá.